Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Hue Design sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn cách sử dụng một số cơ bản điều khiển bên trong Illustrator để phục vụ cho việc chúng ta thao tác với text, các đối tượng chữ. Cụ thể, hai bảng điều khiển mà chúng ta không thể thiếu trong quá trình thao tác với text bên trong Illustrator đó chính là bảng điều khiển Character và Paragraph. Hai bảng điều khiển Character và Paragraph chúng ta có thể lấy ở đâu? Cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ vào Windows. Bên trong Type, các bạn sẽ thấy bảng Character và Paragraph. Character phím tắt là Ctrl+T, còn Paragraph phím tắt đó là Alt+Ctrl+T. Tuy nhiên khi các bạn click phím tắt đó là Ctrl+T để mở bảng Character thì lập tức cả bảng Paragraph cũng sẽ xuất hiện đồng thời. Nghĩa là hai nhóm bảng này sẽ thường xuyên đi với nhau. Bảng Character là nơi chứa các thuộc tính định dạng như font, họ font, kiểu font, kích thước font, các giãn cách chữ, giãn dòng, v.v. và một số các thuộc tính khác của đối tượng text để chúng ta có thể áp dụng style cho các ký tự hoặc từng từ hoặc là nhóm từ. Tiếp theo, bảng Paragraph. Bảng Paragraph là nơi chứa các tùy chọn định dạng cho các đoạn văn bản, ví dụ như là căn lề trái, căn giữa, căn lề phải, căn đều cho hai bên, v.v. và lùi đầu dòng cho các đoạn văn bản. Nếu như chúng ta áp dụng các style này, chúng ta sẽ thao tác nhanh hơn, đồng thời là tiết kiệm thời gian hơn, tạo sự nhất quán cho tác phẩm thiết kế của mình. Đây là cụ thể và chi tiết về chức năng của các nút lệnh bên trong bảng Character. Cụ thể, ví dụ như với trường hợp thay đổi họ font, ở đây khi chúng ta có một cụm chữ nhất định, các bạn có thể thay đổi kiểu font bằng cách di chuyển con trỏ chuột bên trong các cái nhóm font như thế này, nhóm họ chữ như này. Hoặc chúng ta có thể đặt con trỏ chuột vào cái công cụ, cái lệnh này và chúng ta di chuyển bằng mũi tên lên xuống để chúng ta thay đổi các cái họ font nào đó mà chúng ta muốn. Bên dưới này đó là các kiểu font, thì chúng ta có thể lựa chọn các kiểu font, ví dụ đối với một các font chữ chúng ta có các kiểu font khác nhau, regular, bold hoặc italic, v.v. Chúng ta sẽ lựa chọn các kiểu font trong này. Tùy vào số lượng các kiểu font mà các họ font đó có thì chúng ta có thể lựa chọn. Bên dưới này chúng ta sẽ thay đổi cỡ chữ. Ví dụ hiện tại thông thường kích thước phổ biến của chúng ta đó là 12 phoenix. Tuy nhiên chúng ta có thể tăng lên thành 60 phoenix hoặc là thay đổi kích thước font tùy ý. Hoặc chúng ta cũng thể gõ kích thước font vào đây, cũng là 22 chẳng hạn. Bên dưới này là thông số về kerning giữa các ký tự. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cụm chữ như thế này. Chúng ta sẽ đặt con trỏ chuột vào giữa hai ký tự bằng cách chúng ta sẽ lựa chọn công cụ Type Tool. Sau đó chúng ta đặt vào giữa hai ký tự. Lúc đấy các bạn sẽ thấy nút lệnh ở bên trong bảng character này xuất hiện. Bình thường nó sẽ ẩn đi và lúc này nó sẽ xuất hiện các cái thông số để cho chúng ta lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn thông số âm chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy giãn cách chữ giữa các ký tự đấy nó sẽ được thu hẹp lại. Còn nếu chúng ta lựa chọn thông số dương thì lúc này giãn cách chữ giữa các ký tự nó sẽ giãn ra. Giữa hai ký tự đó thôi nhé các bạn nhé. Giữa hai ký tự ở nơi mà con trỏ chuột đang đứng. Ví dụ bây giờ tôi có thể tăng lên thành 400 chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy ở bên này, đối tượng của chúng ta giãn cách chữ giữa hai ký tự R và N đã có sự thay đổi. Nó giãn cách sâu hơn. Còn nếu không chúng ta sẽ đổi về mặc định là 0. Các bạn sẽ thấy rất hiệu quả. Tiếp theo đây là nút lệnh để chúng ta thực hiện giãn cách đều giữa các chữ, checking. Checking sẽ khác kerning, đó là cũng là giãn cách chữ nhưng nó sẽ giãn cách đều trong cụm chữ và cụm văn bản, chứ nó không tính riêng từng chữ cái hoặc là giữa các ký tự nào cả, mà nó sẽ thay đổi đều giữa cả các ký tự trong nhóm đấy. Ví dụ bây giờ tôi sẽ chọn nhóm này, giãn cách chữ là 100 chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy đây, cụm chữ của chúng ta lúc này đã giãn cách đều giữa các chữ cái. Hoặc là tăng lên 200 sẽ giãn cách nhiều hơn nữa. Hoặc chúng ta sẽ thu nhỏ về thông số âm thì lúc này giãn cách chữ sẽ thu hẹp lại, các chữ cái sẽ xít hơn. Đấy ạ. Mặc định là 0. Bên dưới này, biểu tượng này là nơi để chúng ta có thể thực hiện lệnh thay đổi về độ co giãn chữ, tỷ lệ co giãn chữ theo chiều ngang. Thông số dưới 100 nghĩa là tỷ lệ giãn cách chữ theo chiều ngang lúc này nó được thu hẹp lại. Các bạn thấy ạ, tôi đang ví dụ ở đây.
Còn nếu như trường hợp chúng ta thông số là lớn hơn 100% thì giãn cách chữ sẽ được giãn ra theo chiều ngang hơn, nó sẽ dẹt ra, tỷ lệ chữ sẽ to hơn. Còn bình thường nó sẽ là 100%. Thông thường cái sự thay đổi về tỷ lệ co giãn chữ theo chiều ngang hoặc dọc thì nó rất là ít, và chúng ta thật sự là hạn chế thay đổi tỷ lệ bóp méo chữ, bởi vì nó sẽ làm mất phông chữ đi, đặc trưng của các cái phông chữ đó. Bên này là tỷ lệ co giãn chữ theo chiều dọc tương ứng với tỷ lệ co giãn chữ theo chiều ngang, thì thông số dưới 100 nghĩa là chiều dọc sẽ bị dẹp đi, còn nếu như mà trên 100 thì chiều dọc sẽ được kéo dài ra, mặc định của nó là 100%. Bên dưới này chúng ta có sự thay đổi về sự dịch chuyển của đường cơ sở hay gọi đường chân chữ. Mỗi khi chúng ta tạo ra cụm tích, các bạn sẽ thấy ở phía dưới chân chữ này có một đường path màu xanh, đấy chính là đường cơ sở. Và nếu như chúng ta tăng cái đường cơ sở này lên bằng thông số dương thì cái dịch chuyển chữ sẽ được đẩy lên trên, cụm tích của chúng ta sẽ được đẩy lên trên. Còn thông số âm là hạ đường cơ sở xuống dưới mức bình thường. Các bạn sẽ thấy cái dấu chấm màu xanh ở đây chính là đường cơ sở ban đầu, đường cơ sở gốc, nó vẫn sẽ giữ nguyên cho các bạn. Khi chúng ta thay đổi thông số thì cái vị trí của đường cơ sở ban đầu vẫn sẽ giữ nguyên, mà các chữ cái chúng ta sẽ có sự dịch chuyển vị trí thôi. Bên này, đây chính là nút lệnh về góc xoay của các ký tự. Trong trường hợp này chúng ta lựa chọn các đối tượng tích muốn tạo độ xoay nghiêng, sau đó các bạn có thể vào đây để gõ thông số, hoặc là chúng ta lựa chọn các thông số có sẵn. Ví dụ như trường hợp này, chúng ta có thể thay đổi các độ xoay của chữ, xoay nghiêng của tất cả các chữ cái trong cụm văn bản chúng ta lựa chọn. Thông số dương là quay sang trái, còn thông số âm là quay sang phải. Đây. Mặc định của nó là không bình thường. Dãy dưới cùng trong bảng character này thì chúng ta có các nút lệnh sau. Thứ nhất, đây chính là biến chữ thường thành chữ hoa lớn. Ví dụ bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái cụm chữ biến chữ. Sau khi chúng ta click vào nút lệnh on cap này thì các chữ cái chúng ta lựa chọn nó sẽ biến thành dạng chữ hoa lớn. Còn nếu chúng ta không muốn thao tác nữa, chúng ta tắt bỏ đi, chúng ta nhả cái nút lệnh đó ra. Tương tự như vậy, nút bên cạnh đó chính là small cap, đó là biến thành chữ hoa nhưng dạng chữ hoa nhỏ. Ví dụ bây giờ phông chữ của tôi cũng biến chữ này, và tôi sử dụng cái nút lệnh small cap, nó sẽ biến thành chữ hoa nhưng vẫn là dạng chữ nhỏ. Nếu như không muốn nữa, chúng ta sẽ tắt cái nút lệnh đó đi, nhả cái nút lệnh đó ra. Khi nút lệnh đang được thực hiện, nó sẽ có màu đậm như này. Còn khi không thực hiện nút lệnh đấy nữa, nó sẽ trở về trạng thái bình thường. Tiếp theo, đây chính là nút để chúng ta có thể thực hiện biến một chữ cái trở thành cái chữ cái nhỏ ở phía trên đầu. Ví dụ 30 độ này chẳng hạn. Chúng ta sẽ sử dụng chữ O để tạo thành chữ độ. Sau đó chúng ta sẽ bôi đen cái chữ O đấy và click vào biểu tượng này để chúng ta chuyển đổi nó thành chữ nhỏ ở phía trên đầu. Nếu như trường hợp các bạn thấy vị trí của cái chữ nhỏ này vẫn chưa đủ cao, thì chúng ta có thể kết hợp với việc đó là dịch chuyển đường cơ sở bằng cách tăng cái đường cơ sở này lên. Tùy vào đối tượng của chúng ta có thể tăng nhiều hoặc tăng ít sao cho phù hợp. Dịch chuyển đường cơ sở chỉ khoảng một quanh thôi chẳng hạn là vừa đủ. Ngoài ra chúng ta có thể thu nhỏ kích thước chữ đấy lại một xíu nữa. Ví dụ như trở thành 7 vanh thôi, hoặc là 8 vanh để tạo ra cái cụm chữ nó phù hợp. Tiếp theo cái nút lệnh bên này, đó là chúng ta sẽ biến cụm một chữ cái hoặc một cụm chữ trở thành dạng chữ nhỏ dưới chân. Giống như các cái cách chúng ta viết tắt ký tự hóa học chẳng hạn. Ví dụ bây giờ chúng ta có cụm chữ này. Hiện tại các bạn sẽ thấy tôi đang bị gõ chữ nó rất là nhỏ như này, bởi vì nó đang bị ảnh hưởng bởi các cái thuộc tính đối tượng text mà tôi đã tạo ra trước đó đối với cái cụm chữ nhỏ trên đầu này. Thành ra chúng ta muốn trở về trạng thái bình thường thì chúng ta phải tắt cái nút lệnh này đi, tắt cái nút lệnh script và trả đường cơ sở về mức độ ban đầu, đó là 0 đó. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi kích thước cỡ chữ cho nó lớn lên chẳng hạn. Nó sẽ bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính của các đối tượng mà chúng ta đã tạo trước đó. Ví dụ bây giờ H2O, chúng ta sẽ dùng số 0. Với chữ số 2 này, chúng ta sẽ sử dụng nút lệnh subscript này để biến thành số 2 nhỏ dưới chân, giống như các ký tự hóa học. Còn đây tiếp theo đó là nút lệnh để biến chữ bình thường thành chữ gạch chân. Tương tự như vậy với chữ gạch ngang cũng như thế.
Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng bảng paragraph để chúng ta điều chỉnh, chỉnh sửa các đoạn văn bản. Cụ thể bảng paragraph như sau. Ví dụ bây giờ chúng ta đã có một cụm text như thế này. Chúng ta có thể điều chỉnh các cái căn dòng lề cũng như là cách đoạn đầu dòng để tạo ra sự giống nhất trong cụm văn bản hoặc là giữa các cái đối tượng, đặc biệt là trong thiết kế dàn trang hoặc là khi chúng ta phải sử dụng nhiều chữ. Ví dụ bây giờ với cụm này, chúng ta sẽ có thể sử dụng thao tác đó là căn lề trái. Tất cả các đối tượng text sẽ dồn sang lề trái, tương tự như chúng ta đã thao tác với Word, Excel chẳng hạn. Căn giữa, các đối tượng text sẽ căn ở giữa cái khung text và cái cụm văn bản này. Hoặc căn lề phải, căn đều cả hai bên. Và dòng lẻ thì căn trái. Căn đều cả hai bên nhưng dòng lẻ sẽ căn giữa và dòng lẻ sẽ căn sang bên phải. Đây là căn đều hai bên nhưng dòng lẻ sẽ căn sang bên phải. Còn đây là căn đều cả hai bên, cả dòng lẻ cũng căn đều hai bên luôn. Dưới này đó là thụt lề đầu dòng, thụt lề trái của các cụm văn bản. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ tăng lên chẳng hạn, các bạn sẽ thấy càng tăng số lượng quanh lên thì lề trái chúng ta sẽ được để vào trong so với cái khung text ban đầu. Còn nếu như chúng ta giảm thì cái lề trái đấy sẽ được đẩy ra ngoài cái khung text. Chúng ta có thể click mũi tên lên xuống hoặc các bạn gõ thông số. Mặc định của nó bình thường nó là 0. Còn đây đó là căn lề bên phải, thụt lề phải của đoạn văn bản. Tương tự như căn thụt lề trái, đó là chúng ta có thể tăng hoặc chúng ta giảm để thụt lề phải của cả cụm văn bản đó. Hoặc gõ thông số 0. Bên dưới này đó là thụt lề đầu dòng của dòng đầu tiên của các đoạn văn bản. Đây là trường hợp chúng ta có một cụm văn bản. Nếu như chúng ta có nhiều cụm văn bản, nhiều đoạn văn bản thì chúng ta sẽ làm sử dụng cái thao tác này, nó sẽ tốt hơn và nhanh hơn. Nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng có sự căn dòng hơn. Khi bây giờ tôi đang có một cụm, một đoạn văn bản bao gồm 3 đoạn nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng nút lệnh này, tăng số lượng quanh ở đầu này lên để thụt lề dòng đầu tiên vào. Thông số dương đó là lề sẽ được đẩy vào bên trong như này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy. Hoặc là thông số âm thì lề sẽ được đẩy ra ngoài. Nếu chúng ta sử dụng thao tác này thì sự căn dòng giữa các đoạn văn bản trong cùng một thiết kế sẽ thống nhất hơn, đồng thời là nó nhanh hơn rất nhiều. Mặc định của nó là 0. Còn chúng ta có thể thay đổi, ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra là 10 quanh chẳng hạn. Lề đầu dòng nó sẽ thụt vào bên trong. Còn bên dưới này đó là tạo khoảng cách phía trước và phía sau của các đoạn văn bản. Bây giờ chúng ta có 3 đoạn văn bản như này. Thông số dương là để tăng cái giãn cách giữa các đoạn văn bản. Thông số âm là giảm giãn cách giữa các đoạn văn bản. Mặc định của nó là 0. Bây giờ chúng ta có thể tăng lên thành 10 chẳng hạn để tạo giãn cách. Còn bên này đó là tăng giãn cách phía sau của các đoạn văn bản, tương ứng như phía trước nhưng nó là phía dưới đoạn văn bản. Chúng ta cũng có thể tăng thông số dương để tăng thêm khoảng cách, hoặc là thông số âm để giảm khoảng cách phía sau. Mặc định của nó là 0. Bây giờ tôi có thể sử dụng ví dụ đó là 10 quanh chẳng hạn. Như vậy là chúng ta sử dụng các cái thao tác và nút lệnh trong bảng paragraph để thực hiện lệnh căn dòng cái cụm văn bản và cụm chữ một cách nhanh chóng và thống nhất. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cách sử dụng và thao tác với bảng character và bảng paragraph trong Illustrator. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.